Em lên đây em ơi. Đây là chạy của anh đây nhá. Đây. Đây là phòng kỹ thuật của anh đây. Chăm sóc, được chưa? Ừ, tôi công chăm sóc.
và sau đó mình sẽ lớn lên thì mình sẽ tăng cường diện tích ở nó lên và đưa nó ra các cái thùng lớn như thế này đó. Để cho mình bắt đầu mình mới nuôi nó ở đây thì lớn lên thì nó còn cần nhiều diện chỗ ở, chỗ ở bắt đầu mình biết đáy được chứ. Nếu mà cái tham nó dày quá không không đạt, nó vừa thôi, vừa thôi. Tí nữa người chuyển vào đây.